VH 350. Xe này đang bu zin, nó hơi bí, chạy nó hơi nóng máy. Bu zin này nó im lắm, chạy nó nghe vậy đó. Thông thoáng nhẹ, đi chậm mà vẫn im chứ không có ồn nha. Bên đây thì gắn bộ độ chiếc này móc nó giống phía bên đây. Bên đây là bộ titan luôn, hai cổ. Móc xong mình quay cho anh xem. Rồi ok anh xong á. Em nhu cầu điện thoại mình nha. Đây, tiếp tục ngày bận rộn của anh em nha. VH 350 full nội bộ xăng lửa. VH 350 nội bộ. Radio medley nội bộ với láp. Thật ý đi lăng. Thật việc ở bên Thái. Mình có làm đầy đủ hết nha. Và VH 350 màu xi măng, nồi bô lục gió, biết đây là nồi bô xăng lửa, nó 27 300 Barrio Airblade hẹt 300. Mình nó làm đầy đủ hết nha, hẹt nhỏ, hẹt tự động. Yeah.